Xin chào anh em nha. Kênh He Game Online cũng chuyên làm về những video game võ lâm này và các game mobile lậu khác anh em nhé. Anh em sang xem và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục lên cho mấy anh em con game là Bách Chiến 3D nha anh em. Đó. Thì con này sẽ chính thức khai mở server 23 nha anh em. Server 23 vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2022 nha anh em. Đó, đầu tháng mới luôn nha. Ngày 2 tháng 8 năm 2022 nha anh em. Thì con này sẽ free cho mấy anh em tân thủ là cái bộ Cody gồm 4 cái code nha anh em. Thì mấy anh em nhập hết 4 cái code này vào thì mấy anh em sẽ nhận được là 500k kim bảo phá nha anh em và 5.555 kim bảo không phá nha anh em. Thì mấy anh em có thể tiêu kim bảo lên VIP nha anh em. Đó, mấy anh em sẽ lên được VIP 4 nha. Thì tặng thêm cho mấy anh em là 500 thẻ nhân 3 kinh nghiệm nha, tha hồ up cấp nha anh em. Đó. Mỗi ngày tặng cốt và event hấp dẫn nha anh em. Thì con này đã đi được 22 server rồi. Thì server 23 sẽ mở ngày 2 tháng 8 nha anh em. Đó, anh em thấy cái độ tin cậy của game nha. Đó, game đã được vượt quá hoàn toàn nha anh em. Nó rất là ok luôn. Thì chơi nuột trên điện thoại lẫn máy tính nha anh em. Có cả iOS luôn nha anh em, rất là ok luôn nha. Thì con này là mở theo cái dạng dân cài nha anh em. Đó, mấy anh em nào chăm chăm cài thì có tất nha anh em. Đó, rất là ok luôn nha. Thì mấy anh em có thể tải cái con này tại trang chủ là bachchien3d.net nha. Đây, bachchien3d.net. Thì ở đây nó có lên iOS nè, lên Android cho mấy anh em tải nha anh em. Thì mấy anh em vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em á, mấy anh em nhập code vào nha anh em. Đó, nhập hết 4 code vào nha. Đó, mấy anh em có thể nhập tại đây nha anh em. Thì mấy anh em chọn cái phần gift code nè. Đó, thì mấy anh em chọn server của mấy em chơi nha. Đó, mấy anh em thấy cái độ uy tín của game không? Hai mươi mấy server nha anh em. Đó, thì mấy anh em chọn server ha. Rồi mấy anh em nhập cái code tại đây nha anh em. Đó, ở đây thì mình không có nhập nha anh em. Thì mấy anh em có thể nạp game bằng thẻ cào nè, với Momo nè, ngân hàng nè. Đó, rất thuận tiện cho mấy anh em chơi nha. Đó, rất ok luôn nha. Thì con này đã được chìa khóa hoàn toàn nha anh em. Thì tính năng game thì cũng không có còn lạ gì đối với những anh em nha. Thì đã đi được 22 server rồi. Thì ngày mai nha. Ngày mai chính thức ở phần server 23 nha anh em. Đó, vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2022 nha anh em. Anh em nhớ vào chơi cho nóng nha anh em. Đó, thời trang rồi nha. Game nó update thời trang rồi, rất là đẹp luôn nha anh em. Đấy, rất là ngầu luôn nè. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi thì mấy anh em khi nhập hết mấy cái code đó thì mấy anh em vào phần thư nha, trong game á, vào phần thư trong game mấy anh em nhận quà nha anh em. Và mấy anh em tiêu kim bảo lên VIP 4 nha anh em. Đó, anh em thấy không, game nó được gì quá hoàn toàn nha. Đó, rất là ok nha anh em. Rồi, phần giới thiệu server mới của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi, mình xin chào tạm biệt nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Rất cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi, một lần nữa anh em nhớ nha. Khai mở server 23 vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2022 nha anh em. Đó, tức là ngày mai nha anh em. 7 giờ tối ngày mai nha. Anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha anh em. Đó.
gia triệu bạc, ta có thể giúp gì được cho ngươi? Nhược hầu gia xem trọng, đó là phúc phận của ngươi. Yeah.